Mối tình dài nhất là bao lâu? Gần 10 năm rồi. Ồ. Gần 10 năm. Thì ngày nào cũng đưa đón kiểu đó, sợ anh chán thôi. Nói thật sự ra cũng không có chán đâu, tại vì lâu lắm rồi không có được đưa đón ai hết. Anh phải biết 50-50 đã rồi hãy cưới. Chúng ta sẽ tới với cặp đôi tiếp theo. Xin mời. Mời bạn trai. Rồi, xin chào. Ngồi đi em. Mời bạn gái. Ôi. Bây giờ hai bạn có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về nhau đi nha. Mời bạn trai. Trước tiên là em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào Nam Thư bên kia. Dạ. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả ở đây cũng như là sắp sửa coi truyền hình. Dạ, em tên là Trương Hoàng Nguyên. Em là tài xế. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn nhỏ anh à. Em năm nay mới có 34. Ê, 43. Lộn. Dạ, trước khi làm tài xế thì em cũng về Bảo Lộc, em chăn nuôi heo. Nuôi nhiều heo không? Dạ, nuôi cũng ít anh à, có 600 mấy con à. Thì em nuôi xui quá, đúng ngay cái thời điểm giá heo hơi nó bằng giá rau à. Em lỗ. Cũng hên là trong thời gian đó là em cũng có đi học lấy bằng lái. Giờ đang lái xe gì? Dạ, lái xe con chở xếp. Rồi, mời bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Ngọc Cẩm Tú. Năm nay mình 39 tuổi. Công việc hiện tại của mình đó là làm ở bộ phận hành chính nhân sự của một công ty chuyên về xuất nhập khẩu ở quận 2. À. Gia đình em thì ở quận 8. Em sinh ra và lớn lên ở Hồ Chí Minh luôn. À, em gái có thể nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em thì em cũng rất là vui vẻ. Nữ công gia chánh thì không có biết nhiều giỏi, nhưng mà chút chút trong gia đình thì có thể nấu ăn, nông tâm các thứ, xã giao, giao tiếp, có thể nhậu đường tí xíu. Dạ. Khuyết điểm thì chắc là hơi khó chịu một tí. Dạ, để em qua em hỏi coi anh sao hen chị. Chào anh. Chào Thư. Dạ, anh mình làm tài xế chắc mình đi nhiều chứ hen. Chỉ là đi đường ngắn thôi chứ không có đi đường dài. Dạ, rồi mình có tính là mình sẽ kinh doanh riêng hay gì không? Một hai ngày nữa, hoặc là trong vòng tuần lễ nữa kiếm mua chiếc xe. Dạ. Hay quá, mình chạy. Vậy là khỏe rồi. Chị thấy ổn không? Sáng chở đi làm trời ơi, rồi anh chạy gì chạy, chiều về rước về. Ưu điểm, khuyết điểm thì nói cho Nông Thư nghe. Nó sợ anh chán thôi. Nói thật sự ra cũng không có chán đâu, tại vì lâu lắm rồi không có được đưa đón ai hết. Ưu khuyết điểm của anh là gì anh? Khuyết điểm là không được nhanh nhẹn. Ngủ thì cũng ngáy, có nhiều khi em mơ mơ màng á. Cái em nghe cái tiếng ngáy của em, cũng nghe tiếng ngáy của em. Em nghe em thấy đâu có to đâu, nó cũng giống như một bài nhạc du dương thôi mà sao mà ai nói to là sao em không hiểu. Mình nghe mình thấy du dương, của người kế bên người ta nghe giống như nhà máy vậy đó. Hôm nào anh nên thu âm á, để thu âm cái tiếng ngáy của mình á, sáng hôm sau nghe lại là mình biết có du dương hay không à. Đối với em nha, cái gì thì gì chứ cứ ngáy là mình thông cảm được, tại cái đó không có kiểm soát được. Chứ em nói thiệt, chứ khi mỗi lần em đi quay vậy mệt, ngủ em cũng ngáy vậy. Trời ơi, anh nói em nghe, anh ngáy tới mức mà mấy người hàng xóm ta chuyển đi chỗ khác hết rồi đó. Ưu điểm thì tự sống một mình được, tự nấu ăn này nọ được một chút ít. Chịu thương chịu khó ha. Vâng, biết một chút chút gì ca hát thôi. Tình trường sao nè anh? Tình trường thì em ba mối tình chính thức. Mối tình dài nhất là bao lâu? Gần 10 năm à. Ồ. Gần 10 năm. Quen nhiều, quen lâu quá, biết nhau quá, cảm thấy không hợp thể đến với nhau được. Bây giờ em cũng rút kinh nghiệm rồi thì có thể là yêu thì thôi tìm hiểu, cứ để sau đi. Mình yêu cứ cưới trước đi đã. Chỉ sợ là cưới xong về rồi anh mới bắt đầu tìm hiểu thì tới khi anh lúc đó anh lại hối hận. Anh phải biết 50-50 đã rồi hãy cưới. Anh thì không có hối hận đâu, nhưng mà nếu mà cứ tìm hiểu nhau đi vài tháng thôi ha em ha. Đúng em. Dạ, dạ đúng rồi ạ. À. Chị nói tí xíu về những... Em thì cũng có trải qua hai mối tình rồi, khoảng chừng một năm mấy, hai năm thôi. Không tiến tới được với người ta, đó là chính là sự khác biệt về tôn giáo. Khác biệt về tôn giáo là sao em? Em, em là người bên đạo công giáo. Công giáo. Hên quá em ơi. Sao? Em cũng bên đạo luôn ạ. Hay quá. Tôi đang lo điều đó đó. Yeah. Đây là cái duyên thuận lợi đầu tiên đó rồi. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thường á, người ta cũng hay nói con gái á, hay lấy bố làm hình tượng. Bố em thì là một người rất là thương mẹ em nha. Chiều chuộng mẹ em lắm. Mẹ em là giáo viên,
đi dạy hoặc là mẹ em muốn đi đâu chơi là bố em đều đưa hết, đưa đi đón về. Bố em mà đi nhậu với bạn á, mặc dù mẹ em không có biết xã giao nhưng mà bố em cũng đều dẫn mẹ em theo. Bố em không biết nấu ăn nhưng mà ngược lại thì mẹ em nấu gì bố em ăn cái đó, không có dám chê. Chắc là hình tượng của em phải na ná giống như vậy. Giống bố em đó không? Em cũng được cỡ 65-70. Nên mà làm chồng được chứ làm bố không được anh. Làm bố của những đứa con. Dạ dạ. Đàn ông bây giờ tuổi này giống như anh Quyền Linh đó, có bụng bi bi tí xíu cũng được, ngâm ngâm đen đen cũng được. Được rồi. Mọi người nhìn thấy tụi em có tương xứng không ạ? Thấy cũng được. Anh thấy tụi em tương xứng không? Anh thấy cũng hợp á. Vậy là em tin tưởng anh Linh. Vậy đơn giản một con người cũng rất là thoải mái rồi. Cái mẫu người lý tưởng của anh là sao hả anh? Hiền lành, trung thủy. Đừng có xe xua này nọ. Đừng có nhuộm tóc này nọ. Nhuộm đỡ như Thư là được rồi. Thế rồi mình có nhuộm tóc. Hợp, hai người hết sức là hợp. Chị Tú, hôm nay chị Tú đi với ai nè? Đi với em gái. Em chào chương trình, em chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư. Dạ. Em là em của chị Tú. Tùy thuộc với hai anh chị thôi. Nhưng mà nhìn ngoại hình á thì hai người cũng tương xứng với nhau. Thông báo cho em biết là ba của hai bạn gái này cũng là tài xế đó. Đúng không em? Dạ, dạ đúng rồi. Đó. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với bố, với má, với chị hai. Kính chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ, con chào bác. Và quý vị khán giả. Qua đi tôi cũng nghe thì nó hợp nhau nhiều lắm. Thứ nhất là vấn đề đạo công giáo nữa. Thì hai cháu thì cũng lớn tuổi rồi. Cố gắng mà cho nhau một cái cơ hội đi, hẹn hò với nhau. Chứ mà mai mốt thì càng lớn tuổi khó lắm. Bên đàn trai đàn gái thấy cũng đồng ý rồi đó ha. Nào, mở rào. Em chào em. Chào anh. Hồi nãy em nói em tên Tú. Dạ, em cảm ơn. Em còn nhớ tên anh không? Em run quá em quên mất. Không xích không bẻ. Là còn Nguyên đấy em. Dạ, anh Nguyên. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng lại cho anh Nguyên. Dạ. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ. Em ơi, em tặng một cái bộ tách trà này có ý nghĩa gì không em gái? Em cũng có một tí xíu sở thích là uống trà. Đối phương có cùng sở thích với em thì chắc chắn sẽ thích bộ ấm trà này. Thật sự thì anh cũng thích uống trà đó. Nhưng mà chỉ uống buổi sáng thôi chứ buổi tối anh uống anh ngủ cũng được. Dạ. Cho nên anh cũng cảm ơn em. Có lẽ anh sẽ nhờ em gái anh ở dưới Bảo Lộc gửi trà lên cho anh để mình dùng cái bộ ấm này. Dạ, hy vọng nó có thể cùng nhau uống trà. Hay quá. Em thấy anh sao? Ấn tượng đầu tiên thì nói chung là cũng dễ nhìn, dễ thân thiện. Anh nói chuyện cũng rất là hài hước, cũng tạo thiện cảm rất là nhiều. Không biết anh thấy em thì như thế nào? Rất là dễ thương. Cảm anh cũng anh. Không biết nói sao, hồi nãy anh ngồi ở bên đây anh cũng suy nghĩ để nói nhiều lắm mà tự nhiên giờ thấy em cái hết không biết nói sao thì thôi em, mình cứ em làm anh tuột cảm hứng hả? Không phải, không phải là em làm anh tuột cảm hứng, nhưng mà tự nhiên cái anh nhìn em anh mến không còn nhớ cái gì để nói. Rung mới gặp người đẹp rung đó. Anh cũng cảm thấy là mến em. Tại vì mà mới gặp nói là thích em thì bây giờ lớn tuổi rồi không nên nói vậy. Giống như cái tưởng tượng của em khi mà chuẩn bị lên chương trình, có cảm giác rất là mến anh. Dám có lẽ anh cũng sẽ nghỉ không chạy công nữa. Thời gian sắp sửa tới, anh sẽ rảnh nhiều lắm đó. Nên anh sẽ làm phiền em nhiều lắm đó. Hai người rảnh đều ha. Phụ nữ lớn tuổi hoặc là nam lớn tuổi, cái xác suất có con cũng nó không có được như những cô gái hay chàng trai trẻ tuổi. Lỡ ví dụ như mà em với anh mà đến với nhau á, ở 1, 2, 3 năm mà vẫn không có con á, thì anh có cảm thấy thất vọng không? Anh thì thực sự là tuổi này thì anh cũng rất là thích có con đó. Bây giờ thời buổi y học phát triển lắm em ơi. Trời ơi, qua báo đó. Hạng đăng bà kia 56 tuổi còn đẻ hai đứa mà. Hát cho bớt rung đi. Hát cho bớt rung anh. Anh đến với em nơi đây có sông sóng cầu. Sự ngày hồi lim anh đã hứa khi xưa. Vượt bao đèo cao, bao tha sâu, nắn mưa, gió sương anh không ngại. Chỉ mong gặp em người con gái, hát câu dân ca. Người ở đừng về. Hay quá. Hay quá. Hai người nắm tay nhau để coi cảm nhận coi điện nó có qua không phải bắt tay.
nhìn nhau. Em đang cảm giác có điện anh. Em cái chân rung với cái tay không rung. Em trai thấy sao? Dạ em thấy tay mềm quá. Có muốn nắm luôn không? Có cho không em? Chắc lát nữa nắm sau. Rồi được rồi. Mình đổi vị trí đi. Mình à, cái chuyện sinh con để cái đừng có lo ha bạn ha. Đừng có quan y học phát triển luôn rồi. Dạ. Chuẩn bị 3 2 1 hết giờ. Xin chúc mừng chị Tú, chúc mừng anh Nguyên. Đây chị, nắm tay nha. Đó. Dạ. Bây giờ chính thức là mình hẹn hò với nhau đó. Thì nói gì với bên đàn gái đi. Chào em gái. Hai anh chị cùng nhau bấm chuông rồi. Em có thích không? Dạ thì quan trọng là anh chị ra ngoài để tìm hiểu với nhau. Em nói hai anh chị nhìn rất là hợp với nhau. Dạ. Hợp đó. Thôi bây giờ theo quy định chương trình thì mình sẽ hôn nụ hôn đầu tiên. Mình để anh Thơm bên đây đi, bên đây dính cái này rồi. Trời ơi. Dễ thương, chúc mừng anh Nguyên, chúc mừng chị Tú. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Anh chị đến đó xem phim để hiểu nhau nhiều hơn, để yêu thương nhau nhiều hơn nhé. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá giải thưởng lên tới nè 7 triệu đồng. Và còn nữa, đây là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng. Đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt, sẽ thuộc về anh chị khi mà anh chị thực sự kết hôn với nhau. Và em rất 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 mong ngày đó sẽ đến rất sớm. Chúc mừng anh.